Miệt thử truyền tin, miệt thử truyền tin. Cảm ơn. Bà con thân mến, vào ngày 26 và ngày 27 tháng 7, Miệt thử thứ 11 và bác sĩ Phạm Minh Thuận, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, đã gửi lời kêu gọi quyên góp hỗ trợ từ quý bà con, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, mở rộng vòng tay giúp đỡ cho bệnh nhân là chị Phạm Thị Tuyết và em từ Nhật Linh, quê ở Dòng Riêng. Và đến ngày hôm nay, ngày 29 tháng 7, tức sau 3 ngày kêu gọi, chúng tôi đã nhận được tổng số tiền là 13.650.000 đồng qua tài khoản cá nhân và ví Momo của bác sĩ Phạm Minh Thuận. Chia sẻ với Miệt thử, bác sĩ Phạm Minh Thuận cũng đã gửi một lá thư cảm ơn đến bà con với nội dung như sau. Kính gửi đến mạnh thường quân, hôm nay tôi xin trao số tiền đã quyên góp được đến gia đình bệnh nhân Phạm Thị Tuyết và em từ Nhật Linh và xin ngừng nhận quyên góp về tài khoản cá nhân. Tôi xin phép chỉnh sửa bài viết cũ và xóa thông tin tài khoản. Mọi sự quyên góp sau nếu có tôi sẽ giới thiệu hoặc sẽ trao trực tiếp nếu có thể. Một lần nữa xin cảm ơn quý mạnh thường quân rất nhiều. Mong gia đình chị Tuyết sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúc em Linh sẽ sớm quay lại với ghế nhà trường tiếp tục con đường học tập. Mọi thắc mắc xin liên hệ và tôi sẽ trả lời quý mạnh thường quân nhanh nhất có thể. Trân trọng. Và Miệt thử cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và bà con. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ vững tin chiến thắng đại dịch Covid-19. Thì sau mấy bữa mình kêu gọi trên mạng để người ta quyên góp nha, để cho mạnh thường quân ta quyên góp để ủng hộ cho gia đình của chú. Thì tính đến bữa nay là nhận được tổng số tiền là 13.650.000 nha. Rồi hôm qua có đưa trước cho chú là 1.000.000 tiền mặt là tổng cô Châu phòng mở gửi, thì bữa nay là sẽ đưa tiếp cho chú số tiền còn lại là 12.650.000. Rồi mình cũng xin ngưng cái việc quyên góp lại hôm nay luôn ha. Thì bây giờ chú kiểm lại coi có đủ 12.650.000 không, chú kiểm ở đây ha, rồi chú ký nhận luôn nha. Rồi giờ chú kiểm đi đó. Chứ không có tỏi, chú cứ kiểm đi, tại vì tiền này là tiền của người ta gửi đến đây, người ta coi là chú có nhận đủ không, tại vì người ta muốn biết cái, người ta ủng hộ, cái quan trọng nhất người ta muốn biết là tiền nó có đúng chỗ không. Và cái này là cái uy tín của con đứng ra làm nữa ha, tại vì chú cứ kiểm đi ha, chú cứ kiểm, thiếu đủ thì chú cứ nói ha, không có gì hết. Chú cứ điểm mỗi 5.000.000 thì chú bỏ ra ngoài. Rồi, cái này là 10.000.000 phải không? Rồi, kiểm tiếp cái đó. Này là nhiêu? 12.000.000 là 12.000.000. Rồi, chỉ là đủ 12.650.000 ha. Rồi. Rồi cái này là mình cái biên lai vậy, kẹp cho nó khỏi quay đi. Rồi, bây giờ chú ký vào đây luôn ha. Chú ghi là ghi ở dưới này nè. Tôi đã nhận đủ của bác sĩ Thuận số tiền là 13.650.000, là 12.000.000 này
với 1 triệu hồi sáng qua đưa cho chú đó nha. Rồi. Chú ghi với thầy nè. Tôi đã nhận đủ. Tôi đã nhận đủ của bác sĩ Tuấn số tiền là 6 chữ thầy diễn được, chú ghi có nội dung được. Đúng chữ số tiền. Số tiền là 13 triệu đó, 13 triệu 650 ngàn. Rồi, chú ký nhận như thế này, chú ký tên thì ghi rõ họ tên dưới ha. Rồi, rồi cũng bữa nay thì nhờ cái sự giúp đỡ của mọi người thì chú cũng nói vài lời với quý mạnh thường quân luôn đi. Chú nói lớn rõ lên cho người ta nghe được ha. Rồi, nói chung ra ở đây thì hôm nay thì chú giúp cảm ơn ông Chí Thuận ở đây cũng tạo điều kiện cho gia đình. Dạ. Tại vì tạo điều kiện cho gia đình nhờ các mạnh thường quân quyên góp để trải qua những giai đoạn khó khăn này. Rồi. Thì nó cũng là cái tấm lòng vàng để tôi nhận thấy vô cùng biết ơn các cô bác và anh chị em và cô chú để thương và giúp đỡ cho những lúc tôi đang kẹt khó khăn này. Dạ. Cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn những tấm lòng vàng của cô chú và anh chị em. Dạ, rồi. Vậy thì cũng xin thay mặt gia đình của bệnh nhân Tiết và có chú Vũ ở đây thì cũng xin cảm ơn mọi người đã quyên góp để giúp đỡ. Thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân rất là nhiều. Dạ. Vậy mình kết thúc đây. Dạ.